Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn, trong năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả năm 2023 đã phát triển trên 26.000 đoàn viên mới, thành lập mới 205 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, vượt xa so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn giới thiệu hơn 2.800 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng. Cùng với đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở cả về số lượng và chất lượng, các cấp công đoàn trong tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.